làm gì thế? Trẻ em không được phép nghịch vô lăng đâu. Không được phép. Được rồi, ra ghế sau ngồi nào. Được rồi, ngồi vào chỗ của con nha. Phải đeo dây an toàn vào, nhớ chưa? Đây nè. Đi nào. Đây là cái gì? Không được phép xả rác đâu. Không được phép. Biết rồi ba. Rác thì phải được bỏ vào thùng rác. Không được phép làm phiền động vật. Được rồi. Cho chúng ăn cẩn thận nha. Không không, Natia, đừng làm vậy. Không không. Chúng đều chạy lại chỗ con. Không không, con cần phải rửa tay chứ. Sạch đi. Chú thả dễ thương. Lặng nào, trật tự đi. Ồ, mưa rồi, mưa rồi. Chạy thôi. Chạy thôi. Tạm biệt. Tạm biệt. Nha. Con chọn đi. Không không, shh, yên lặng nào. Ôi, bà no quá đi. Chơi thôi nào, cái này được phép.